em chỉ chỗ cho nó gỡ vô mấy ấm hoa hồng của mình lấy hoa hồng nè, em gửi hai đứa con của nó đi kiếm việc làm. Nó không chịu cho tiền, nó không lấy, nó không chịu, nó không chịu. Mà thế nào bệnh quá, tội nghiệp quá, nó không chịu cộng minh cho tội nghiệp, tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Vâng, thôi đúng rồi. Nó ngồi từ hồi sáng giờ luôn, nó không, nó ngồi miết ở trong, nó ngồi nó không chịu. Hay là nó ngáo đá sao? Mà mua cơm lại cho kêu cho nó, cho nó cho con ăn thì nó không nhận. Ờ, cái này là trường hợp này là trời khỏi nói lại, em nói anh đã nói nhiều lần rồi. Cái này em lại kêu chính quyền mà gọi nghĩa gọi điện thoại ơi. Xem thì đấy. Đã mua bác cháu về mấy ông. Bà này cho đi chữa bệnh. Bà này phải đi chữa bệnh. Rồi, em đến nó quá em sợ mà chạy ra đấy. Thì quá mấy đứa nhỏ thôi, tội nghiệp, mấy đứa nhỏ thôi. Đó mà anh làm bữa anh cũng góp ý kiến với nó mà nó không kêu. Đưa về nhà em là các cháu là sinh hoạt sữa á. Con này giờ biết nó bị không. Ở quận 12 anh biết mà, anh chạy xe anh biết rồi. Cho có ăn bắp cải rồi đó, người ta cho đồ đó. Đầu tiên ở đây sập lắm, nó hở chứ mà xe vậy đó. Bánh rồi người ta cho rồi, nó cứ vậy lại, nó quay bò lăng. Không, con của nó. Vâng, phải được chính quyền ra để ra. Thế là dễ thương mà. Em sợ là có bọn bảo kê á, mình ra đây đàng hoàng nó đánh mình chết đi. Không có, ở đây không ai. Anh có trường hợp nào lang thang cơ nhớ anh đưa về em nhé. Đó, thì anh biết mà, anh cứ nói. Em thấy hoa hồng ngay chỗ đối diện công viên phần mềm Quang Trung. Không nhiều nguồn Quang Trung mình đó chứ đâu. Vâng. Bữa anh trong nhà mình bây giờ gần 100 cháu đó. Em, nhưng mà sạch sẽ lắm. Hôm bữa anh cứ nói nó gửi đi, rồi nó đi làm. Nó kiếm gì làm, từng lễ nè. Từng lễ nó lại thăm con nó là lúc mà nó mới lại lấy ảo nữa kìa. Ở đây là nó góp ý kiến rồi, không chịu. Nhưng mà anh thấy nó có được bình thường không? Không, bình thường. Không được bình thường. Lúc thì nó chuyện cũng được đàng hoàng lắm, mà lúc thì nó không bình thường. Không, nó bắt mình đấy. Nó bảo đi ra đi. Nó ở đâu nó coi về là nó không biết. Bữa là cũng hỏi nó ba hồi nó quận 9, ba hồi nó quận 7. Ở có cha mẹ nó không có cha. Mà sao chính quyền ở đây họ không ra can thiệp gì à? Không biết, con đầu tiên là ở đây đầu tiên đó là trời tăng chính quyền đuổi đi. Đuổi đi rồi đi một thời gian hoành ở đây nó ở tiếp. Đó tội nghiệp hai đứa nhỏ thôi. Luôn nó sáng giờ nó đã lăn tới lắc cho. Nó vậy á. Này mà xe đây nè. Nó không. Trời, có bữa. Nó khôn lắm, nó không có ra. Nó không ra được. Nó ra đường vòng đây không à. Có ông kia kìa, người ta hỏi nhà qua, à, ta đi xe hai chồng xe hơi rồi đây nè, đi nghe em thấy. Em đưa cho anh ít tiền, anh mua gì cho nó ăn được không? Hả? Nhá. Mua thì mua nó lại mặn ăn đâu. Không ăn. Không ăn. Đó, vậy nè. Hai vợ chồng đó, nó hỏi quê quán đâu, người ta cho tiền đó. Rồi lên xe, ta chở về quê luôn, nó không chịu. Cuối cùng hai chồng nó móc cho 1 triệu. Nó lấy luôn. À, cho tiền nó lấy trong hôm chắc là không? Cho tiền xong chơi hàng ấy, chơi thì cái rồi làm bật cờ cái là bật cờ cái là con bé rồi, con bé đứa này mà nói nè thương ghê luôn á, dễ thương lắm, có mặt dễ thương. Hello chào mọi người, mình là mấy bạn đang nói chuyện đây. Đây mấy rồi đang lâu lâu cái hàng xe tham ăn nhà là có người lại họ tôi bánh này họ cho hoài à, có bánh đó coi bánh trái luôn, ủa bánh trái rồi tôi bánh á. Mẹ
kết thúc video này ha. Tiếp tục là nhà cháu sẽ chiếu tiếp tục cái video khác cho mọi người.